Hàn Hằng tự tay bóc ảnh thời còn fan, so với bây giờ mới thấy độ gu make up là lên đời. Ai rồi cũng phải khác thôi, bất chấp một số thị phi, Hàn Hằng vẫn luôn nằm trong top những gái xinh đình đám nhất Instagram. Comeback sau gần 2 năm mất tích, cô nàng gầy hơn một chút nhưng vẫn đẹp, vẫn đúng chuẩn biểu tượng sexy như netizen thường bình luận. Tuy nhiên để có được nhan sắc như hiện tại, Hàn Hằng cũng đã phải bỏ ra không ít nỗ lực, trong số đó việc nâng cấp khả năng make up, chọn style trang điểm và chắc chắn đóng vai trò không nhỏ. Chính nàng hot girl mới đây đã tiết lộ điều này thông qua việc tự khoe bức ảnh thời còn fan của mình. Theo đó, bức ảnh được Hàn Hằng chụp cách đây 4 năm. Có thể thấy trong bộ ảnh là một Hàn Hằng vẫn có những nét xinh như hiện tại nhưng không kém thu hút hơn hẳn. Nguyên nhân nằm ở cách trang điểm khá vụng về, không điểm nhấn 4 năm trước, bập bẹ make up trông chán thật sự không, kẻ được cái mắt là trông fan thực sự, cộng thêm màu son, trước môi thâm xì nứt nẻ lại còn một ẩn ly chi chi chít. Nhưng rồi đấy vẫn nghĩ mình make up đẹp nhé, cô nàng hài hước tự dìm mình. 4 năm trôi qua, các khuyết điểm ngoại hình dần được Hàn Hằng cải thiện, cô nàng luyện cho mình skill, make up cũng như phong cách thực sự phù hợp với mình. Thành ra dù ở góc cạnh nào, hot girl tạp hóa vẫn quyến rũ đầy ấn tượng. Cứ xinh như thế, hot như thế này, bảo sao biến mất ngày ấy thời gian. Mà độ tuổi tên tiếng của Hàn Hằng vẫn chẳng hạn nhiều chút nào.